Toàn xin mến chào quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay thì như quý vị anh chị và các bạn đang nhìn thấy là trên tay Minh Toàn đeo rất là nhiều nhẫn, đúng không ạ? Thì hôm nay thì Minh Toàn xin mạn phép chia sẻ với quý vị anh chị cũng như là các bạn về cái cách đeo nhẫn hợp phong thủy để giúp cho chúng ta sự nghiệp chúng ta tiến bộ hơn cũng như là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp nhiều may mắn hơn. Đồng thời Minh Toàn cũng chia sẻ luôn ý nghĩa đeo nhẫn của các ngón tay để giúp cho quý vị chị và man chúng ta có thể là biết được ý nghĩa đeo nhẫn của các ngón tay nhằm một cái phần nào đấy giúp cho quý vị chị và man ở trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể là thuận lợi hơn. Có thể là như quý vị chị và man trước đây cũng như Minh Toàn là không để tâm đến cái vấn đề tâm linh lắm, nhưng mà khi mà chúng ta có thể có thời gian hoặc đầu tiên chúng ta để tâm đến một chút thì chúng ta cảm thấy là cuộc sống của ta nó thuận lợi và nó có nhiều điều mà nó đến bất ngờ, nhiều điều niềm vui đến bất ngờ qua những cái phong thủy. Và qua đây thì cũng cho Minh Toàn là xin gửi lời cảm ơn đến quý vị anh chị và các bạn trong quá trình vừa rồi là ủng hộ kênh của Minh Toàn. Đồng thời để mà quý vị anh chị bạn nếu mà ai mới xem video lần đầu tiên của Minh Toàn thì rất mong quý vị anh chị và bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí quý vị bạn nhé, đăng ký miễn phí để chúng ta đón xem những video mới thú vị hơn, thú vị hơn của kênh Minh Toàn cũng như các kênh khác để chúng ta được bổ thứ trong cái nghề cuộc sống của ta. Sau đây Minh Toàn xin được kính mời quý bà con các bác cũng như là quý anh chị bạn tại đi vào video để xem chi tiết hơn nhé. Và mến thưa quý vị anh chị cũng như là các bạn, đây là cái bàn tay của Minh Toàn và cũng xin lỗi luôn quý vị anh chị và các bạn thì là bàn tay của Minh Toàn là một cái bàn tay của đàn ông, nó hơi thô ráp. Ở đây Minh Toàn cũng lấy cái bàn tay ra để mô phỏng cho quý vị anh chị và các bạn chúng ta để hiểu rõ thêm. Thì rất mong quý vị anh chị và các bạn đã thông cảm cho khi mà chúng ta phải nhìn cái bàn tay thô ráp này của Minh Toàn nhé. Và không biết là như quý vị anh chị và các bạn có biết không là khi mà chúng ta đeo nhẫn các ngón tay mà nó khác nhau, nó sẽ tạo ra những cái hiệu quả khác nhau trong cái phong thủy. Cũng như là ví dụ chúng ta muốn thành đạt một trong vấn đề trong cuộc sống nào đấy thì chúng ta nên biết một chút về đeo nhẫn phong thủy. Ở đây thì trước hết là Minh Toàn xin chia sẻ với quý vị anh chị và các bạn về cái cách là khi mà chúng ta muốn nhận được những cái năng lượng tích cực thì chúng ta nên đeo nhẫn ở bàn tay trái. Đấy, đeo nhẫn ở bàn tay trái. Còn nếu mà chúng ta muốn bài trừ các yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, những cái vấn đề tiêu cực ảnh hưởng của chúng ta đeo nhẫn tay phải. Đấy là hai cái yếu tố trước khi mà Minh Toàn muốn chia sẻ về cái cách đeo nhẫn phong thủy. Ở đây thì như quý vị anh chị và các bạn đang nhìn thấy là Minh Toàn có thể là đeo nhẫn ở đây là bàn tay phải, đeo nhẫn cưới đây là bàn tay phải, đây là Minh Toàn vừa rồi Minh Toàn đeo để vào để xem anh chị có nhận ra hay không thôi. Còn người ta bảo nhận cưới là nam tà nữ hữu, tức là con trai là đeo tay trái và con gái là đeo tay phải. Đấy, chứ không phải là con trai đeo tay phải. Tuy nhiên là ở trong cuộc sống thì mỗi nước hoặc mỗi châu lục nó sẽ có những cái phong tục tập quán riêng, nhưng ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì nam tà nữ hữu, tức là nam là đeo tay trái và nữ đeo tay phải ở ngón áp út. Ở đây thì là thứ nhất về nói về đeo nhẫn thì Minh Toàn không làm mất thời gian quý vị và các bạn nữa, Minh Toàn xin đi vào vấn đề luôn. Đấy là đeo nhẫn thứ nhất là ngón cái. Ở đây theo như là ông cha ta đã trước đây đến tận bây giờ vẫn phòng cho cái ngón cái nó thuộc vào cái mệnh mộc. Mệnh mộc ở đây thì khi mà chúng ta đeo nhẫn ở ngón cái đây là chúng ta tăng thêm cái quyền thế của mình, tăng thêm cái vận may về thăng chức cũng như là rất là tốt đẹp về trong sự nghiệp cuộc sống cũng như sự nghiệp về công việc của chúng ta. Chính vì thế mà quý vị anh chị thấy là các vua chúa ngày xưa
thường là hay đeo nhẫn ở các ngón nhẫn ở ngón cái này. Khi mà chúng ta đeo nhẫn ở ngón cái thì nhìn nó có một cái cảm giác rất là quý giá và cao sang, sang trọng, đặc biệt, rất là đặc biệt. Và chất liệu mà chúng ta đeo ở ngón cái này là nên chúng ta nên đeo nhẫn bằng vàng hoặc là bằng ngọc hoặc là bằng gỗ. Gỗ ở đây là gỗ quý, quý vị bạn nhé. Với cách đeo nhẫn này thì bạn có thể là gạt bỏ được những cái người mà quản lý yếu kém của mình ở trong công việc khi mà chúng ta đeo nhẫn ở ngón cái. Thứ hai nữa là nó rất là thích hợp cho những người mà muốn thăng chức. Nhưng cũng Minh Toàn cũng lưu ý đến quý vị anh chị rằng là chúng ta đeo nhẫn ở ngón này cũng rất là thận trọng. Mình nên thận trọng bởi vì là nếu mà người sếp của mình mà người ta hiểu về phong thủy, khi mà mình đeo nhẫn ở ngón cái này thì người ta sẽ biết được là mình có một cái ý đồ gì đấy, nó sẽ là không hay lắm trong cái sự nghiệp của chúng ta. Nên mà khi mà chúng ta đeo nhẫn ở ngón cái này chúng ta nên chú ý nhé. Thứ hai nữa là về đeo nhẫn thứ hai là về ở ngón trỏ, là ngón này, ngón áp ngón cái bạn ạ. Ở đây thì ngón trỏ nó được mệnh danh cho cái mệnh hỏa. Đấy, mệnh hỏa nó là tăng cái vận may trong thi cử cũng như là sự nghiệp, đồng thời nó đại diện cho các cái hành động của chính bản thân của các bạn. Và muốn đạt được trong cao, kết quả cao trong thi cử cũng như là sự nghiệp thì chúng ta nên đeo một cái chiếc nhẫn ở ngón trỏ. Ngón trỏ là ngón sát ngón cái này, đây đây là ngón trỏ, thì chúng ta nên đeo một chiếc nhẫn ở ngón trỏ. Tuy nhiên thì cần cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Chất liệu mà chúng ta đeo nhẫn ở ngón trỏ này đó là đá thạch lựu, các cái đá, nhất là đá thạch lựu hợp với ở ngón trỏ này nhất. Và khi mà chúng ta đeo nhẫn ngón trỏ rồi thì quý vị anh chị cũng như là các bạn, chúng ta hãy cố gắng cân bằng cái cuộc sống giữa gia đình và công việc cũng như là sự nghiệp của mình nhé. Cái thứ ba là ở nhẫn thứ ba là ở cái ngón ngón dựa. Ngón dựa ở đây thì Minh Toàn xin chia sẻ luôn, ngón dựa nó đại diện cho là mệnh thổ. Mệnh thổ quý vị và các bạn ạ. Ở ngón cái này khi mà chúng ta đeo nhẫn ở ngón dựa thì nó tăng thêm cho chúng ta về cái sự tự tin. Thứ hai nữa là nó làm cho chúng ta ý thức được về cái trách nhiệm của cá nhân của mình. Và nó đồng thời nó giúp chúng ta về vấn đề sức khỏe của cá nhân cũng như là gia đình, tức là chúng ta cảm thấy khỏe mạnh. Nó cũng là đại diện cho cái sự nhận thức của chúng ta, thì nhận thức mọi điều. Nhiều quốc gia thì đeo nhẫn ở ngón giữa là người ta là đã kết hôn, nhưng với Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì đeo nhẫn ngón giữa nó thường thường những cái người mà nhiều người mà người ta thấy là mình có ít trách nhiệm hay bỏ bê việc giữa chừng thì chúng ta nên đeo một cái nhẫn nào đấy ở ngón giữa. Và có thể khi mà chúng ta đeo nhẫn ở ngón giữa thì chúng ta sẽ được may mắn hơn trong cái nhiều mặt. Nên mà khi cái việc bạn muốn sự may mắn hơn trong nhiều mặt cũng như ý thức trách nhiệm của mình trong các vấn đề cuộc sống như là xã hội thì chúng ta nên có một cái nhẫn để chúng ta đeo ở ngón dựa. Ngón dựa là một cái nơi mà năng lượng nó được tập trung và phát huy nhất của cái bàn tay của chúng ta. Và chính vì thế mà ngón dựa này khi mà chúng ta đeo nhẫn, chúng ta phải chọn những cái chất liệu nó hợp với ngón dựa của chúng ta, đó là chất liệu về kim cương hoặc là thạch anh. Đấy là hai cái chất liệu mà hợp với ngón dựa của chúng ta nhất. Thứ ba nữa là cái 1, 2, 3, 4 cái thứ tư
xin lỗi quý vị anh chị và các bạn. Cái nhân này thì là nói thật luôn quý vị anh chị và các bạn là nhân này là Minh Toàn có mua, nhưng mà cái mặt của nó là Minh Toàn đánh bóng chuyền nó bị rơi mất rồi. Đấy, nó bị rơi mất rồi. Thì bây giờ Minh Toàn lấy ra mô phỏng để cho quý vị anh chị và các bạn biết được thôi. Chứ còn thực ra cái nhân này Minh Toàn cất két chứ Minh Toàn cũng không đeo. Bởi vì là Minh Toàn sắp tới sẽ đổi nhân này, nó mất cái mặt này rồi. Đấy. Thì cái ngón này gọi là ngón áp út. Đấy, ngón này gọi là ngón áp út. Thì ngón áp út thì nó được đại diện cho là mệnh kim. Với ngón áp út này thì nó tăng cái sự đào hoa và sự may mắn trong tình yêu. Nó đại diện cho là tình yêu. Chính vì thế mà khi mà quý vị bạn nhìn thấy hoặc là khi mà chúng ta kết hôn chúng ta hay đeo ngón áp út, bởi vì nó đại diện cho tình yêu thì nó là như thế. Và nó cũng đồng thời nó là cái ngón để mà đeo nhẫn cưới. Nó tăng giúp tăng nhiệt độ trong tình yêu nữa. Và tùy từng họa tiết, nếu mà cái nhẫn chúng ta đeo ở ngón áp út mà nó đơn giản, chẳng hạn như nhẫn này, ngón áp út, đáng lẽ ra Minh Toàn đeo ở bên tay trái đúng không ạ, như Minh Toàn vừa nói lúc nãy, thì nó mà nó đơn giản hơn, nó là đại diện cho cái nhẫn là chúng ta đã kết hôn. Còn nếu mà nó có nhiều họa tiết phức tạp hơn thì nó sẽ giúp cho quý vị anh chị và các bạn tăng thêm cái vận đào hoa, chứ đấy không phải là một nhẫn kết hôn nữa. Khi chúng ta đeo một nhẫn áp út mà đơn giản như thế này thì người ngoài người ta nhìn vào thì đã biết là chúng ta đã có gia đình. Nhưng mà chúng ta đeo một cái nhẫn khi mà chúng ta muốn trưởng thành hay là muốn chuyển một cái từ những cái rủi ro sang may mắn thì chúng ta, quý vị anh chị và các bạn nên chọn một cái nhẫn để chúng ta đeo ở ngón áp út này. Nó sẽ phòng những cái người xấu mà muốn hãm hại chúng ta, và nó bảo hộ cho chúng ta rất là tốt. Chất liệu mà chúng ta đeo ở nhẫn áp út này, ở ngón út này, đó là một cái chúng ta nên tìm những cái là thủy tinh tím hoặc đá lapis lazuli. Đấy là nó phù hợp ở cái ngón út của chúng ta. Đấy là trên 5 cái bàn tay của chúng ta về đeo nhẫn phong thủy mà Minh Toàn muốn chia sẻ đến các quý vị anh chị cũng như là các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Đồng thời là nói thật luôn quý vị và các bạn, thì Minh Toàn đeo nhẫn, trước đây Minh Toàn đeo nhẫn là Minh Toàn thích ngón nào Minh Toàn đeo ngón đấy thôi. Nhưng mà sau khi mà Minh Toàn tìm hiểu một số cái vấn đề phong thủy thì Minh Toàn cũng biết thêm được, và Minh Toàn cũng kiểm nghiệm lại rằng mình có đeo nhẫn như nào, không biết là nó vào cái dịp đấy may hay không, nhưng mà nó sẽ đem lại cái sự may mắn cho chúng ta nếu mà chúng ta đeo nhẫn đúng phong thủy. Và khi mà chúng ta đeo nhẫn đúng phong thủy thì nó sẽ mang lại những lợi ích khác nhau. Còn ngược lại, khi mà chúng ta đeo nhẫn mà trái phong thủy thì nó sẽ mang lại những cái mà ý nghĩa cũng như là mang lại những cái điều mà chúng ta nó sẽ trái ngược ở trong cuộc sống. Thì video này cũng là một cái video không phải là ai cũng tín ngưỡng, nhưng mà có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đấy là cái ông câu mà ông cha ta nói trước đây. Chính vì thế mà Minh Toàn biết gì Minh Toàn chia sẻ đến đấy, và hôm nay Minh Toàn chia sẻ đến quý vị bạn về cái cách đeo nhẫn phong thủy ở các ngón tay và ý nghĩa đeo nhẫn ở các ngón tay. Và để mà theo dõi những cái video mới thú vị cũng như là hữu ích khác thì rất mong quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh, đăng ký để đăng ký miễn phí quý vị anh chị và các bạn nhé. Thứ nhất là để theo dõi những video mới thú vị hơn, hấp dẫn hơn và hữu ích hơn. Thứ hai nữa, đấy là đồng thời hành động của quý vị anh chị và các bạn ủng hộ kênh của Minh Toàn, giúp Minh Toàn càng ngày càng có nhiều cái video mới thú vị hơn để phục vụ quý vị anh chị và các bạn được tốt hơn. Và như quý vị anh chị và các bạn thấy ở đây là Minh Toàn hôm nay cũng sâu ra một số cái nhẫn ở đây là không phải là khoe của, thì rất mong quý vị anh chị thông cảm cho Minh Toàn. Đây là Minh Toàn demo để cho quý vị anh chị và các bạn hiểu thêm. Chính vì thế mà rất mong quý vị anh chị và các bạn thông cảm cho Minh Toàn nhé.
đồng thời Minh Toàn cũng là người miền Trung. Giọng nói của Minh Toàn có thể là một số câu từ quý vị anh chị và các bạn không nghe thấy, nghe nó không hiểu rõ lắm, thì rất mong quý vị và anh chị hết sức thông cảm cho Minh Toàn nhé. Xin mến chào quý vị anh chị và xin hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.